តើបងប្អូនកំពុងតែជួបបញ្ហានៃការរំខានពីសំណាក់អ្នកប្រើប្រាស់ Telegram ដើម្បី Roxy មែនទេ? តោះឥឡូវយើងបើក Telegram របស់គ្នា Trailer sinh nhà tre bay nó gần chuyên đây. Trailer bịa xịt thiên. Trailer cho bịa privacy and security. Bần to móc cho bịa block user. Nick cứ chi user đặt human một block. Và sân chỉ bong bôn trong block bong bôn trailer block user. Bần to móc swipe rock user đặt dùng trong block. Bạn, này cứ chia rộng biếp này ca block user đâm bây cũng ai cái chan mô dụng dưỡng đó thiệt. Bà sân chứ bóng phôn chẳng unblock với bóng phôn chạy lửa tế bấy. Bóng phôn chạy biện setting privacy and security block user top mô chạy biện unblock close chỉ ca rụi rồi. Bạn video bản top cứ nhóm bằng 2 phí rồi biếp này ca block nơ lơ tuôn sạp đầy. Chúng bước tuôn sạp đầy xong cho Telegram cho nhà tệ bấy cho biếp setting cho rơi hiệu privacy and security. Tôi mới vô bịa block user. Tôi mới dừng cho lơ block user đồng bây xoay rốt lấy đầy dừng trong block. Nhóm chơi rơ dọc lấy mùi đồng bây block cho block user. Nó bây nấy dừng mang block rồi rồi. Nó bây đầy dừng cho ăn block dừng cho lơ rút hai dừng cho bị ăn block. Bạn đối chứ này. Rồi biếp này cả block user là lơ computer nâng lơ tôi đã sắp đáy bàn mình chọc. Bạn xung ọc quân xung rạp ca tạm đàn. Xung một click chui cho subscribe và xin chị bóng ôn bình chất nơi video đó bọc nhóm. Nhóm đừng thua video thông mấy thông mấy. Đừng mấy video đó bóng ôn ọc nhỉ. Xung ọc quân xung nhóm rịp lìa.